làm như thế nào để tiền, những cái tài sản, những cái đồng tiền mà chúng ta tích lũy được sẽ sinh ra con của nó, sinh ra cháu của nó để giúp cho chúng ta có thể tăng được tài sản lên. Mình là Phùng Thêu, chào mừng các bạn đến với kênh Bất Động Sản Vendo, là kênh chia sẻ kiến thức về đầu tư bất động sản. Thì những cái nội dung mà mình sắp chia sẻ tới đây đó là quan điểm cá nhân của mình và những cái trải nghiệm mà mình đã học hỏi từ người thầy bất động sản của mình và những nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp mà tài sản của họ đã đạt nhiều trăm tỷ, thậm chí là 1.000 tỷ rồi. Thì mình rất là mong những cái ý kiến trái chiều cũng như là những cái đóng góp của các bạn có thể để lại ở dưới phần bình luận để giúp cho mình được tốt hơn nhé. Xin cảm ơn các bạn. Trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 5 chiến lược đầu tư, làm như thế nào để tiền, những cái tài sản, những cái đồng tiền mà chúng ta tích lũy được sẽ sinh ra con của nó, sinh ra cháu của nó để giúp cho chúng ta có thể tăng được tài sản lên. Nguyên tắc đầu tiên, có một câu nói rất là hay của một nhà đầu tư giỏi trên thế giới, giỏi nhất trong lĩnh vực chứng khoán và là top những người giàu nhất trên thế giới, mà chắc hẳn là ai trong chúng ta cũng từng nghe ít nhất là một lần rồi. Đó là ông Warren Buffett có một câu nói rất là hay, đó là đừng bao giờ để mất tiền. Đừng bao giờ để mất tiền. Đầu tiên ấy, đi đầu tư thì chúng ta sẽ quan tâm đến bảo toàn vốn, bởi vì đó là những cái đồng tiền xương máu của chúng ta rất là vất vả để kiếm được, thì chúng ta phải bảo vệ nó đã. Tư duy này thì rất khác với những cái tư duy đầu tư của những nhà đầu tư ít kinh nghiệm, bởi vì những nhà đầu tư ít kinh nghiệm ấy thì họ sẽ đầu tư dựa trên những cái điều này. Nhà đầu tư ít kinh nghiệm họ sẽ đầu tư dựa trên cảm xúc. Họ dựa trên niềm tin. Và sau khi họ mất tiền từ cái việc mà đầu tư bằng cảm xúc, bằng niềm tin, thì họ sẽ biết lập dự toán. Biết lập dự toán. Dự toán đầu tư. Và thứ hai là họ sẽ biết thẩm định cái dự án đấy. Và khi mà họ đã biết thẩm định dự án rồi thì họ sẽ chọn một cái dự án có lợi nhuận dự kiến cao nhất. Ở đây là lợi nhuận dự kiến ạ. Chọn một dự án có lợi nhuận dự kiến cao nhất. Còn những nhà đầu tư nhiều kinh nghiệm thì họ sẽ quan tâm đầu tiên ấy là rủi ro. Họ quan tâm đầu tiên là rủi ro. Nhà đầu tư nhiều kinh nghiệm rủi ro thì có thứ nhất là về mặt pháp lý. Nếu mà pháp lý không có pháp lý ấy, pháp lý không an toàn thì họ có thể mất trắng cái số tiền mà họ đã đầu tư. Và thứ hai đó là yếu tố tồn kho, không bán được hàng. Tồn kho không bán được hàng. Tồn kho không bán được hàng thì sẽ có thể là nhà đầu tư nhiều kinh nghiệm ấy, thì họ sẽ lựa chọn các cái cơ hội lợi nhuận cao nhất trên cái rủi ro thấp nhất. Và họ sẽ quy ra mỗi cái rủi ro đó họ sẽ mất bao nhiêu tiền. Và thứ ba là cái có tài sản đảm bảo hay không. Họ đầu tư họ sẽ quan tâm có tài sản đảm bảo hay không. Thì thường thì mình có nói chuyện với rất là nhiều các nhà đầu tư có chia sẻ là một số đơn vị chia sẻ cơ hội đầu tư thì thường là không có tài sản đảm bảo. Thậm chí là họ cùng nhau góp tiền để đi mua một cái khu đất nào đó hay là một cái dự án. Nhưng mà mình còn chưa biết được là
cái dự án đó, khu đất đó như thế nào và cái số vốn của mình góp vào thì có thực sự là đầu tư vào cái bất động sản đó hay không. Thì đó là mình cần có cái tài sản đảm bảo. Và cái thứ tư đó là mất bao nhiêu lâu để thu hồi vốn. Mất bao lâu thu hồi vốn. Và cái thứ năm ấy là cái bảo toàn vốn. Bảo toàn vốn. Ví dụ khi bạn đi đầu tư 100 đồng, trường hợp 1 đầu tư 100 đồng. Trường hợp 1 bạn lỗ 20%. Còn 80 đồng. Thì bạn cần phải tiếp tục đi đầu tư lợi nhuận khoảng 25% một năm. Thì bạn mới đạt được 100 đồng. Còn trường hợp 2 bạn lỗ 50 đồng. Lỗ 50%. Còn 50 đồng. Thì bạn tiếp tục phải đi đầu tư nhân đôi. 2. Để đạt được 100 đồng. Và cái quá trình này mất rất là nhiều thời gian. Nhiều thời gian, đúng không ạ? Đây là con số 100 đồng, nhưng ví dụ như là 10 tỷ mà bạn lỗ 5 tỷ thôi thì rất mất rất là nhiều thời gian để mình có thể thu hồi được vốn về, đúng không ạ? Hoặc là khi mà bạn mua chung cư trả góp ấy thì 2 đến 3 năm sau bạn nhận được một căn hộ chung cư và bạn bỏ thêm tiền nội thất nữa. Mà lúc bạn bán, bạn chỉ thu về được cái số tiền bạn đã trả góp và tiền nội thất. Trong khi như thế thì bạn sẽ không bằng cái số tiền mà gửi ngân hàng là lợi nhuận là 7% một năm. Rồi, tiếp theo đó là chiến lược thứ hai, tập trung vào vòng tròn năng lực. Chiến lược 2. Tập trung vào vòng tròn năng lực. Ví dụ như là ở trong bất động sản thì bạn sẽ tập trung vào cái khu vực nào bạn am hiểu nhất. Ví dụ như là đầu tư phân lô, bán nền hay là chiến lược mua, chiến lược bán và mua sửa bán, mua xây bán, vân vân. Thì cái mã ngành nào, cái công cụ nào mà bạn quan tâm, nếu như mà bạn hiểu biết nhiều nhất ý, thì bạn sẽ kiểm soát được rủi ro, thì cái lợi nhuận bạn thu về sẽ là cao nhất. Còn tập trung vào vòng tròn năng lực ở đây ý, thì tổng thu nhập sẽ bằng lao động cộng kinh doanh cộng đầu tư. Lao động cộng kinh doanh cộng đầu tư. Thì đây là quan điểm từ một người thầy của mình. Hiện tại thì anh ấy đã có tài sản trên 100 tỷ rồi. Và ví dụ như là bạn nên lao động trong cái ngành mà bạn am hiểu nhất, và bạn có thể đầu tư vào trong cái hoạt động kinh doanh ở cái lĩnh vực đó. Và khi mà bạn đầu tư chính vào cái ngành đó luôn ấy, thì bạn cũng sẽ biết được nhiều cái thông tin nội bộ của doanh nghiệp đó luôn, và bạn có thể kiểm soát được hơn. Còn nếu như bạn muốn tham gia vào lĩnh vực chứng khoán hay là Bitcoin thì bạn có thể đầu tư cho kiến thức trước. Khi mà mình có kiến thức rồi ấy, thì nói chuyện với những người khác thì mình sẽ biết được những người nào là người tử tế và người nào là không tử tế. Thì khi mà nói chuyện với bạn thì bạn sẽ nhận ra được, và không cần quá tham đầu tư ở nhiều mảng. Chúng ta chỉ cần đầu tư vào 1 đến 2 mảng thôi, 2 ngành đầu tư thôi thì cũng sẽ rất là giàu rồi. Và hết sức tập trung vào cái vòng tròn năng lực của mình. Và chiến lược thứ 3 đó là phân bổ vốn vào danh mục đầu tư. Thường thì có 4 danh mục đầu tư như là doanh nghiệp để phát triển tạo dòng tiền. Và thứ 2 là bất động sản. Bất động sản thì có rất là nhiều loại bất động sản. Và thứ 3 là tài sản giấy như là cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi. Thì thường thì dành cho những nhà đầu tư ít tiền thì sẽ hay đầu tư. Và thứ 4 đó là về hàng hóa như là vàng, mỏ, kim loại, suối khoáng, nước nóng. Thì cá nhân mình thì cách đây 6-7 năm thì rất là hay đầu tư vàng. Bởi vì hồi bé mình được thấy là bà ngoại của mình ở quê mua rất là nhiều vàng. Và cho đến tận bây giờ thì cũng vẫn chưa bán và hiện tại có rất là nhiều vàng. Hồi đó thì mua rẻ, còn bây giờ thì giá vàng lên rất là cao rồi. Thì thường thì ngày xưa mình mua xong thì
cứ tăng một cái là bán luôn. Bởi vì mình chưa nghiên cứu về đầu tư nhiều, cho nên là mình cứ thấy tăng là mình thích, mình đi bán luôn. Còn hiện tại thì mình đang tập trung vào bất động sản. Đó, thì bạn nên phân bổ đầu tư vào bốn cái danh mục đầu tư này. Thường ấy thì theo chu kỳ kinh tế thì bất động sản và tài sản giấy sẽ song song với nhau. Bất động sản sẽ trễ hơn chứng khoán 6 tháng. Khi mà chứng khoán down thì 6 tháng sau bất động sản sẽ down. Còn khi mà chứng khoán tăng ấy thì 6 tháng sau bất động sản cũng sẽ tăng. Còn chiều ngược lại, khi mà bất động sản và tài sản giấy tăng thì doanh nghiệp và hàng hóa sẽ ngược lại. Khi mà bất động sản và tài sản giấy tăng ấy, thì chúng ta nên tập trung đầu tư vào bất động sản và tài sản giấy. Tập trung đầu tư bất động sản thì rất là dễ để đạt được lợi nhuận là 20-30% một năm. Còn khi mà bất động sản đóng băng thì bạn khó đạt được cái mức lợi nhuận đấy, thì bạn nên đầu tư cho doanh nghiệp, đầu tư cho vàng. Cho nên là bạn nên cần cơ cấu lại cái danh mục đầu tư và đầu tư cho cả bốn cái yếu tố trên. Và về phân bổ vốn thì thứ nhất, là bạn cần có cái tài sản ngắn hạn. Cần có tài sản ngắn hạn. Tài sản ngắn hạn này thì sẽ đủ cho chi phí cho gia đình, chi phí gia đình là 6 tháng. Chi phí gia đình 6 tháng. Và thứ hai đó là tài sản tạo dòng tiền. Tài sản tạo dòng tiền thì như là góp vốn vào quán ăn hay là cửa hàng nào đó, hoặc là hoạt động kinh doanh hay là nhà cho thuê. Và cái thứ ba đó là tài sản tạo lãi vốn. Tài sản tạo lãi vốn. Thì mỗi một danh mục đầu tư thì bạn cần có cái cột số tiền bỏ vào và mục tiêu đầu tư. Ví dụ như đầu tư trong cái mục tài sản lãi vốn này ấy, thì bạn có 1 tỷ, mục tiêu là bạn cần lợi nhuận là 20% một năm, thì bạn sẽ đi tìm kiếm cái cơ hội đầu tư nào sẽ có cái mức lợi nhuận là 20% một năm để mình đầu tư. Cho nên là mình cần phân bổ đầu tư và không đặt trứng cùng một rổ thì sẽ an toàn hơn, và nhất là không đầu tư nhiều vào cái mảng mà mình ít kiến thức nữa. Và chiến lược thứ tư đó là xây dựng tài sản vô hình. Nếu mà bạn đi đầu tư ý, dựa trên cái số vốn bạn có ý, thì lợi nhuận cao nhất thì có thể là 100-200%. Đúng ạ. Và nếu mà mình sử dụng cái tài sản vô hình, với tài sản vô hình mà bạn đi đầu tư thì cái lợi nhuận là không đo đếm được, vô cực. Bởi vì là bạn có thể đàm phán được, có thể góp vốn được nữa. Và tài sản vô hình ở đây đó là cái thương hiệu cá nhân của bạn, cái danh sách khách hàng của bạn. Một người bán hàng giỏi đến đâu thì nếu mà không có danh sách khách hàng thì cũng không thể thành công được. Và ngoài ra thì có thể cái kinh nghiệm, trải nghiệm của bạn và mối quan hệ của bạn. Và chiến lược thứ 5 đó là quy trình ra quyết định đầu tư. Quy trình ra quyết định đầu tư. Thì quy trình này thì có 3 bước. Bước thứ nhất đó là tìm kiếm, đánh giá, thẩm định dự án, thẩm định cơ hội đầu tư. Và bất động sản hay là chứng khoán thì sẽ là như nhau. Về nguyên tắc đầu tư, ví dụ như là đi mua bất động sản thì có nguyên tắc 100, 10, 3, 1. Bạn có thể tìm kiếm 100 bất động sản và lựa chọn ra 10 bất động sản, đàm phán 3 và mua 1. Thì bạn cần phải có kiến thức trước để có thể lọc được đâu là cơ hội tốt để mình có thể đầu tư. Và ở trên các cái group, các cái hội nhóm ấy, mình thấy có rất là nhiều câu hỏi, các nhà đầu tư đặt câu hỏi rằng là mình có 1 tỷ nên đầu tư vào đâu, và mình có 2 tỷ nên đầu tư bất động sản ở đâu.
Đó, thì những cái câu hỏi đó rất là không chuyên nghiệp. Vì đôi khi để mà thẩm định được một dự án tốt hay không ấy, đã mất đến 100 đến 200 triệu rồi. Và cơ hội tốt thì không bao giờ tự nhiên đến với mình cả. Và bước thứ hai đó là huy động vốn. Về huy động vốn thì có thể vốn chủ sở hữu, thì có thể là từ huy động từ bạn bè, từ bạn bè, từ đối tác. Và thứ hai đó là huy động từ ngân hàng. Có thể huy động vốn từ ngân hàng, đó là vốn vay. Thì cái vốn vay này thì mình cũng cần phải học về chiến lược huy động vốn và có cái mối quan hệ với khách hàng nữa, với ngân hàng. Và bước thứ ba đó là quản trị dự án, quản trị cơ hội đầu tư. Nếu mà bạn rõ được 5 cái chiến lược này thì mình tin là bạn sẽ dễ dàng đạt được cái lợi nhuận 20% một năm lãi kép trên cái số vốn đầu tư của bạn. Còn bạn muốn đầu tư chứng khoán thì có thể học 1 khóa, 2 khóa, 3 khóa. Và bất động sản cũng thế, bạn có thể học từ những nhà đầu tư giỏi và tham gia hội thảo những cái group đầu tư, cũng như là những cái đơn vị chuyên nghiệp có thể trả cho bạn cái mức lợi nhuận từ 20 đến 30% một năm mà có tài sản đảm bảo. Bạn hãy học và thực hành nhé. Chúc bạn sớm quản trị và phân bổ vốn đầu tư của mình để đạt được lợi nhuận trên 20% một năm. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp bạn ở những video tiếp theo.